chào mừng các bạn đã quay lại kênh YouTube của Hậu Trà Vinh Vlog nha. Hôm nay Hậu có mặt tại chùa Sâm Bua để cũng ghi hình và chia sẻ lễ dân đần cày nha các bác mình. Hậu xin kết thúc video tại đây nha, và hẹn gặp lại video tiếp theo Hậu nha. Và nhớ bấm chia sẻ và đăng ký giùm Hậu nha. Hậu xin cảm ơn và hẹn gặp lại video tiếp theo ạ.